Police pickup truck. Xe bán tải cảnh sát. Xe bán tải cảnh sát là xe cảnh sát được sử dụng trong một số các lý do sau: nhu cầu off-road và các ứng dụng mà rất nhiều các thiết bị phải được tiến hành. Xe bán tải cảnh sát. Police car. Xe cảnh sát. Xe cảnh sát là xe đặc chủng của cảnh sát dùng để truy đuổi tội phạm hay thi hành nhiệm vụ. Có hai loại xe cảnh sát chính là xe ô tô và xe máy. Ngoài ra còn có các loại xe khác của cảnh sát như xe bán tải, xe chở tội phạm, xe thu hồi. Police utility vehicle. Xe đa dụng cảnh sát. Một số lực lượng cảnh sát không phân biệt giữa tuần tra, ứng phó và xe giao thông và có thể sử dụng một phương tiện để thực hiện một số hoặc tất cả các vai trò, mặc dù trong một số trường hợp này có thể không thích hợp. Những chiếc xe này thường là một sự thỏa hiệp giữa chức năng khác nhau với các yếu tố thêm vào hoặc gỡ bỏ. SWAT vehicle. Xe chống bạo động. Xe chống bạo động SWAT hay còn gọi là xe cứu hộ bọc thép, một phương tiện được các đơn vị chiến thuật của cảnh sát sử dụng để ứng phó với các sự cố. Đây thường là những phương tiện bọc thép phi quân sự nhằm bảo vệ hành khách và ngoài ra có thể được sử dụng để vận chuyển các thiết bị chuyên dụng như vũ khí và công cụ đột nhập. Police bus. Xe bus cảnh sát. Xe bus cảnh sát còn được gọi là xe cảnh sát là một loại xe bus nhỏ, xe bus cỡ lớn hoặc xe khách được lực lượng cảnh sát sử dụng vì nhiều lý do. Xe bus cảnh sát. Police truck spraying water. Xe phun nước chống bạo động. Xe chuyên giải tán các cộng đồng bằng cách phun nước áp lực bằng xe cảnh sát để giải tán các nhóm người bức xúc và gây thiệt hại xảy ra trong một thành phố lớn. Xe phun nước chống bạo động. Police armored vehicle. Xe cảnh sát bọc thép. Xe cảnh sát bọc thép S5 chống thực đạn có nhiều lỗ bắn ở hai bên thành, chở được 12 người và nhiều loại vũ khí. Xe cảnh sát bọc thép. Police motorcycle. Xe mô tô cảnh sát, xe máy cảnh sát hay xe mô tô cảnh sát là xe máy được sử dụng bởi nhiều cảnh sát và lực lượng quân cảnh. Chúng có thể được thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu duy nhất của một mục đích sử dụng cụ thể. Một chiếc xe mô tô cảnh sát thường được các sĩ quan cảnh sát ở Hoa Kỳ gọi là mô tô. Tương tự, các đơn vị mô tô được gọi là đơn vị mô tô và sĩ quan mô tô được gọi là sĩ quan mô tô. Police tow truck. Xe cứu hộ cảnh sát là một loại xe tải được sử dụng để di chuyển các phương tiện cơ giới bị tàn tật, đỗ không đúng cách, bị tạm giữ hoặc không được sử dụng. Điều này có thể liên quan đến việc khôi phục một phương tiện bị hư hỏng trong một vụ tai nạn, đưa phương tiện trở về bề mặt có thể lái được trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khắc nghiệt, hoặc kéo hoặc vận chuyển phương tiện qua đường. Mounted police. Cảnh sát kỵ binh. Cảnh sát kỵ binh hay còn gọi là tuần mã là những cảnh sát thực hiện việc tuần tra bằng cách cưỡi ngựa. Ngày nay, chức năng thường nhật của họ thường là làm kiểm hoặc tham gia vào các nghi lễ, nhưng họ cũng được sử dụng trong việc kiểm soát đám đông về lợi thế, về khối lượng và chiều cao, và khả năng cơ động của lực lượng để phòng chống tội phạm và vai trò kiểm soát tầm nhìn cao. Prisoner truck. Xe
xe vận chuyển tội phạm. Là một loại phương tiện vận hành bởi lực lượng cảnh sát. Xe cảnh sát thường được sử dụng để vận chuyển tù nhân bên trong hoặc giam, được điều chỉnh đặc biệt trên xe và có thể vận chuyển nhanh chóng. Một số sĩ quan đến nguồn vụ việc. Police bicycle. Xe đạp cảnh sát. Xe đạp cảnh sát là xe đạp được sử dụng bởi lực lượng cảnh sát, phổ biến nhất là dạng xe leo núi và được sử dụng để tuần tra các khu vực mà xe cảnh sát không thể tiếp cận hoặc bao phủ một khu vực rộng hơn so với cảnh sát đi bộ. Police drone. Máy bay không người lái là thiết bị bay không có phi công trên buồng lái. Thiết bị bay không người lái là bộ phận cấu thành của một hệ thống máy bay không người lái. Một hệ thống bao gồm một máy bay không người lái, một kiểm soát viên mặt đất và một hệ thống liên lạc giữa máy bay không người lái và kiểm soát viên.